Sáng 22 tháng 10, một chỉ dẫn huyện ủy Tuy Đức tỉnh Nông xác nhận huyện ủy đang giao cho công an điều tra, làm rõ rệt sự việc chánh văn phòng huyện ủy đánh lái xe nhập viện. Theo thông tin ban đầu, vào tối 16 tháng 10 năm 2019, ông Hoàng Tuấn Khang chánh văn phòng huyện ủy Tuy Đức đã đánh anh huyện tờ, một lái xe của cơ quan, khiến anh này nhập viện. Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc này, sáng 22 tháng 10, anh huyện tờ, cho biết, vào chiều 16 tháng 10, tôi lái xe chở chỉ dẫn huyện ủy trong đó có ông Khang, xuống địa bàn làm việc. Cho đến tối cùng ngày, trên đường về lại cơ quan, ông Khang đã có những lời nói khó nghe. Do đó, tôi đã có ý kiến về những lời nói của ông Khang dẫn đến hai bên xảy ra cãi nhau. Ngay sau đó, ông Khang dùng tay đánh vào mặt tôi một cái. Cho đến khi về cơ quan, ông Khang nối tiếp dùng tay đánh nhiều cái vào mặt tôi. Không dừng lại ở đó, khi tôi vào phòng dưới tầng hầm để ngủ thì ông Khang nối tiếp đi theo vào và bẻ cây bận rộn mùng đánh vào bụng tôi. Sự việc đã khiến tôi bị yêu mến nhiều nơi trên cơ thể và phải nhập viện điều trị. Liên quan đến vụ việc, ông Khang thừa nhận, hôm 16 tháng 6, do không kiềm chế được bản thân, xích mích quan niệm nên đã đánh lái xe tên tờ. Cũng theo ông Khang, hiện ông đã lên tiếng và viết tường trình gửi chỉ dẫn huyện ủy về vụ việc. Trong tường trình, ông Khang xin nhận chế độ xử lý cao nhất. Dẫn đến việc đánh tài xế, ông Khang giải nghĩa rằng, lúc trên xe, ông đang nói về góc độ xử lý công việc chứ không phải nói xấu chỉ dẫn. Tuy nhiên, anh tờ lại hiểu nhầm ông đang nói xấu chỉ dẫn nên hai người cãi nhau. Sau đó, ông Khang không kiềm chế được và đánh lái xe. Lúc đó, ở trên xe, ai cũng có chất kích thích rồi nên không kiềm chế được. Còn lúc về phòng tại huyện ủy, tôi chốt cửa đi ngủ, anh tờ tới đạt buông cửa, lao vào trong đấm đá nên tôi rút cây bận rộn mùng để đánh trả, tự vệ ông Khang nói.